công bố kết quả. Trước khi đến với các giải thưởng chính thức, xin mời tất cả các tiết mục dự thi bước lên sân khấu để nhận hoa và quà của ban tổ chức ạ. Tất cả các tiết mục đều có giải. Và xin mời hai bạn Hudu Lương ạ, Hudu và Trung Anh sẽ là lên trao hoa và quà cho các bạn. Các tiết mục, một bản tiếng ca đầu tiên của bạn Đào Văn Đình, lại gần hôn anh của Lê Anh Nghĩa, hôn đồng mi của Hiếu Hưng, khi sắp hôn về của Văn Anh, cùng đám em đây Thanh Nguyên, Nguyễn Tấn Sang, Duy Nhật Long Thu Hà, Nguyễn Văn Tân, Võ Thủy Dương, Tăng Cao Lớp Dường, Trang Suri, Tùng Lâm Thanh Hương, Đào Thị Kiều Anh, Trần Thu Huyền, Hanna, Thanh Hà Văn Anh, Lê Dương Võ Hoàng, Nguyễn Thanh Tùng, Quỳnh Như. Vâng, xin mời tất cả các bạn. Vâng, mỗi tôi đọc tên rất là nhiều người, nhưng mà phần hoa sẽ là mỗi tiết mục sẽ chỉ được nhận được bông hoa thôi các bạn ơi. Các bạn đứng dậy cảm để nhận hoa. Chúc anh thì chúng tôi sẽ đọc ra top 5 bạn được giải cao nhất, và 5 bạn ấy sẽ nhận phần hoa lớn hơn phần hoa này. Top 5 chúng tôi sẽ đọc một cách ngẫu nhiên, không theo thứ tự giải nào cả. Đó là bạn Nguyễn Hưng Hưng với bộ mở mê ạ. Đó là top 5, chúc mừng bạn. Bạn Vũ Thị Dương với cặp đôi Love Yourself. Cặp đôi song ca rất là hay, Thu Hà, Duy Nhật Long, đó là top 5 rồi. Bạn Trần Thu Huyền với các bức sơn phận ạ. Mọi người cuối cùng chặt tốt năm là ai, các bạn biết không ạ? Lên này. Vâng, đó là một cặp đôi song ca, anh Cứu Đi Đi, Thanh Hương và Vương Hâm. Vâng, các bạn đứng sang bên kia để tôi trao tải cho những người ở phía dưới trước. Từ các bạn nhanh quá. Các bạn có thể xuống dưới sân khấu để chờ nhận những phần quà hấp dẫn, chờ những phần quà khủng khiếp của mình. Vâng, xin mời Trung Anh ạ. Vâng, xin mời luôn cả ban giám khảo để trao giải cho anh ạ. Anh cảm xúc. Lên Trung Anh thôi. Sao anh người chú anh chỉ anh ơi. Cả buổi này chỉ có anh chỉ thôi. Tất cả các bạn trong câu lạc bộ cảm ơn cả Vũ,
chúng ta ăn uống xong rồi cuối giờ chúng ta lại giọng ạ. Vâng. Vâng, qua trọng nhất của ngày hôm nay, cơ cấu giải thưởng có 1 giải vàng, 1 giải bạc, 1 giải hồng và 2 giải ấn tượng. Đầu tiên tôi xin được mời anh Phan Vũ sẽ lên trao 2 giải ấn tượng cho tiết mục đầu tiên. Các bạn là ai? 2 giải ấn tượng. Xin cầu vũ là tiết mục đối với đây tôi của Thu Hà xin nhận đó. Tiết mục thứ hai là giải ấn tượng, đó chính là tiết mục đơn ca Nước Cao Xeo của Vũ Thị Dương. Vâng, giải đồng của chúng ta sẽ vào ngày hôm nay. Phần quà sẽ là một giấy chứng nhận của cô hồng có hoa rất là đẹp. Còn phong bì sẽ thuộc về ca khúc Con Đầu Ti của Nguyễn Thu Hương ạ. Xin mời tặng quà các bạn ạ, lên trao giải. Vâng, tôi xin mời hai tiết mục còn lại lên sân khấu ạ, chúng ta cùng nắm tay ạ. Còn đây ai có kính cho tôi dung lên cho kính cho tôi trao giải nhầm như hoa hậu hoàn vũ cũng phải chết. Các bạn nắm tay lên chặt đi ạ. Vâng, nắm tay lên chặt. Vâng, sẽ có một giải nhất và giải nhì. Các bạn nghĩ ai sẽ được giải ba ạ? Các bạn hô to tên tiết mục sẽ được giải ba nhưng không được tay ạ. Vâng, cảm ơn rất nhiều bạn của tên Thu Huyền và chúc mừng Thu Huyền được giải ba. Xin mời chị Hạnh lên trao giải ba cho những người chơi của bạn Thu Huyền ạ. Hả, anh rất là nặng, anh nhảy sập sân khấu và anh có quý đề năng sát nào, sát nào, sát nào, sát nào, sát nào. Lùi lùi sau đúng rồi, nào, nhìn đây nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.